chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay có những thông tin gì nổi bật, chúng ta hãy cùng cập nhật ngay sau đây. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Hoàng Anh Gia Lai thắng chưa hay, nhưng Kia Tisak đã bắt đầu hiểu V-League hơn, thay người quá hợp lý. Việc sông Lam Nghệ An bị thẻ đỏ từ sớm khiến đội bóng này trở nên lép vế. Tuy nhiên các chuyên gia đều cho rằng chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai còn đến từ sự điều chỉnh hợp lý của huấn luyện viên Kia Tisak. Việc thay người của Kia Tisak hoàn toàn là đúng và hợp lý, bởi đối thủ chỉ còn 10 người và chủ động phòng ngự, khi đó phải rút trung vệ ra và đá tấn công thôi. Bình luận viên Quang Tùng đã nhận xét như vậy về việc huấn luyện viên Kia Tisak rút ra trung vệ Memovic và thay bằng tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương ở phút thứ 60. Trong bối cảnh sông Lam Nghệ An chơi thiếu người vì thẻ đỏ hiệp 1 của Thái Bá Sang, thì đội bóng này chủ động lùi sâu phòng ngự để bảo vệ cách biệt. Hàng thủ với ba trung vệ của Hoàng Anh Gia Lai trở nên thừa quân số. Bình luận viên Quang Tùng đánh giá, Kia bắt đầu nhanh nhạy hơn trong việc điều chỉnh và sử dụng con người ở Hoàng Anh Gia Lai. Thêm một tuần làm việc, Kia có thể truyền đạt được nhiều hơn, các cầu thủ cũng đón nhận được nhiều hơn. Ngoài ra còn là cảm nhận về V-League của huấn luyện viên này nữa. Sau 10 năm quay lại, v cũng đã có nhiều thay đổi và Kia cần thời gian, cần sự va chạm để hiểu rõ hơn nhưng quan trọng vẫn là sự khao khát và sự sắp đặt của Kia Thi Sắc là có cơ sở. Bản thân đội bóng cũng có cơ sở nhất định để thực hiện sự điều chỉnh. Thế hệ này là thế hệ có năng lực, vấn đề là phải được sắp đặt với một ý tưởng sao cho hợp lý nhất. Cũng có quan điểm tương đồng chuyên gia Nguyễn Sĩ Hiển bình luận. Đối với tôi, trận đấu này phải khâm phục tinh thần thi đấu của sông Lam Nghệ An. Họ đá rất đúng với đấu pháp của mình, chỉ đáng tiếc một tấm thẻ đỏ đã thay đổi cán cân của trận đấu. Hoàng Anh Gia Lai trận này thắng, nhưng nếu so với trận trước thì tôi cho rằng họ đã không tốt bằng. Vì sao? trong thế hơn người áp đảo trên sân nhà có trong tay những điều kiện thuận lợi nhưng hoàng anh gia lai đã rất chậm chạp lề mề nếu hôm nay sông lam nghệ an không bị mất người tỷ số sẽ phải khác nhưng ở trận này sự thay người của huấn luyện viên kia Sắc là một sự hợp lý với việc tung nguyễn trung đại dương vào trước đó hàng phòng ngự của hoàng anh gia lai thừa người trong khi hàng tiền vệ và tiền đạo lại thiếu không gây ra được sự áp đặt phân tích chi tiết hơn chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia chỉ ra sự khác biệt mà cầu thủ gốc nigeria nguyễn trung đại dương đã tạo được Sử dụng cầu thủ ngoại có lợi thế là như vậy. Tất nhiên Nguyễn Trung Đại Dương cũng không phải xuất sắc lắm đâu. Nếu cậu ta đá tốt hơn, chuyền bóng cho Công Phượng ở phút thứ 90 thì Hoàng Anh Gia Lai còn thêm một cơ hội ngon ăn nữa để có bàn thắng. Nhưng nói thế để thấy nếu các cầu thủ ngoại tốt hỗ trợ trong việc lôi kéo, tì đè tranh chấp với đối phương ở khu vực trung lộ thì sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ nội nhỏ con xâm nhập. Như pha ghi bàn của Văn Toàn, nếu không có tình huống che người của Nguyễn Trung Đại Dương thì khó mà sút được. Dù vậy chiến thắng này vẫn bộc lộ những điểm yếu của Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Bởi thế, bình luận viên Quang Tùng cho rằng chiến thắng này mới chỉ là bước khởi đầu và huấn luyện viên Kiaty Sắc sẽ còn nhiều việc phải cải thiện. Rõ ràng hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa ổn khi để thua trước, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn có thực lực để điều chỉnh cộng với cả yếu tố may mắn của sân nhà, của các yếu tố thuận lợi khác và họ đã tận dụng được. Đó chính là nét đáng chờ đợi của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Còn đi được đến đâu thì phải cả một quá trình. Nhưng nhìn họ đá như thế chúng ta hiểu rằng họ dám làm và có thể làm được. Huấn luyện viên của họ có chất riêng của mình. Nhưng vẫn có những vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai, ví dụ như họ thường chỉ đá tốt trên sân nhà, còn sân khách thì phập phù. Vì thế chúng ta sẽ phải chờ xem Kia Ti Sắc điều chỉnh ra sao. Huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An thất bại là cách để cầu thủ hiểu rõ lối chơi. Dù có bàn thắng sớm trước Hoàng Anh Gia Lai, nhưng chung cuộc Sông Lam Nghệ An vẫn phải chịu thất bại 1-2 trước đội chủ nhà. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Ngô Quang Trường cho rằng chiếc thẻ đỏ của Thái Bá Sang đã phá lối chơi của đội bóng. Sông Lam Nghệ An đang có một khởi đầu khá khó khăn ở V-League 2021. Ở vòng đầu tiên gặp tân binh Topenland Bình Định, Sông Lam Nghệ An đã phải rất vất vả mới có được một điểm đầu tiên. Tuy nhiên trong trận đấu này, huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã gặp phải một số tổn thất khi cầu thủ Văn Khánh phải nhận thẻ đỏ và phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp. Đến cuộc làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu thứ hai, Sông Lam Nghệ An lại tiếp tục bị kịch bản cũ lặp lại khi cầu thủ trẻ Thái Bá Sang phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút. Chính việc chơi thiếu người trong khoảng 60 phút của trận đấu khiến Sông Lam Nghệ An phải ôm hận. Dù có bàn thắng dẫn trước từ sớm do công của Philip, tuy nhiên Minh Vương và Văn Toàn đã kịp thời tỏa sáng để giữ 3 điểm ở lại sân Pleiku. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Ngô Quang Trường cho biết: Trận đấu đã diễn ra chất lượng cùng với đó là không khí sôi nổi của khán giả trên khán đài. Cả hai đội bóng đã cống hiến những gì tốt nhất của mình cho người hâm mộ. Thực sự cảm thấy thích khi được sống trong không khí bóng đá như thế này. Được sống trong không khí bóng đá như thế này thật sự là một điều tuyệt vời. Sông Lam Nghệ An đã sớm có bàn thắng và ngay đầu hiệp 2 chúng tôi có thêm hai cơ hội nguy hiểm. Nếu một trong hai tình huống đó thành bàn thì mọi thứ đã khác. Tôi không hài lòng với tình huống mà trọng tài thổi phạt ở vị trí rất gần cầu môn của Sông Lam Nghệ An. Chiếc thẻ đỏ đó đã phá vỡ lối chơi của chúng tôi. Hai trận liên tiếp chúng tôi đều phải nhận thẻ đỏ, thế nhưng khi trọng tài đã quyết định rồi thì không còn lấn cấn gì nữa. Việc mất cầu thủ ở hàng phòng ngự sẽ rất khó điều chỉnh, tôi bắt buộc đưa trung vệ ngoại vào, tuy nhiên cậu ta mới chỉ hoàn thành việc cách ly cách đây mấy ngày. Thất bại này là cách để cho học trò hiểu rõ hơn về lối chơi. Việc không có được kết quả tốt ở những vòng đấu đầu tiên buộc Phan Văn Đức và các đồng đội phải nỗ lực ở những vòng đấu tiếp theo. Ở vòng 3 V-League 2021, Sông Lam Nghệ An phải tiếp tục hành quân tới sân Thống Nhất để làm khách trước đội bóng mạnh khác là Sài Gòn FC. Bầu Đức khán giả vui, tôi cũng hạnh phúc. Ông bầu Đoàn Nguyên Đức phấn khích khi Hoàng Anh Gia Lai thắng ngược sông Lam Nghệ An 21 ở vòng 2 V-League 2021 vào chiều ngày 22 tháng 1. Các bạn thấy chưa, trận đấu kết thúc lâu rồi mà khán giả vẫn chưa chịu về kìa vì họ yêu mến cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đó. Bầu Đức vừa nói vừa chỉ tay lên khắp các khán đài sân Pleiku. Cứ thắng là sướng cái đã, bóng đá chỉ cần có thế, khán giả vui, tôi cũng hạnh phúc vì đội đã mang đến bữa ăn tinh thần cho họ. Sau khoảng 2 năm, Bầu Đức mới tới sân Pleiku trực tiếp xem một trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Ông đến rất sớm vào phòng thay đồ động viên cầu thủ. Sau trận Bầu Đức xuống sân thăm hỏi thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường, người từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai thời còn thi đấu. Bầu Đức sau đó cũng bị bao vây bởi giới truyền thông, nhưng ông không muốn thành tâm điểm. Các bạn đi quay và chụp các cầu thủ ấy, họ mới là nhân vật chính, chứ đừng chú ý vào tôi, tôi chỉ làm bóng đá với đam mê thôi. Doanh nhân 59 tuổi nói, hôm nay nhìn các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai chơi tốt và có phần may mắn, nhưng một số cầu thủ cũng đen, cơ hội nhiều mà sút mãi không thành bàn. Ông nhận xét thêm, các cầu thủ đã cố gắng rất nhiều, lịch thi đấu V-League dày đặc nên sớm muộn gì họ cũng kiệt sức, bởi vậy tôi rất ghi nhận sự nỗ lực của các cầu thủ hôm nay. Tuy vậy cũng cần thêm thời gian để Kia Tisak kết nối các cầu thủ lại với nhau, chưa mới qua vài trận mà đội hay ngay được thì ai cũng có thể làm huấn luyện viên cả. Ở vòng đấu tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai tiếp Bình Định trên sân nhà. Bầu Đức xuống sân chúc mừng công phượng, Ông bầu của đội bóng phố núi có mặt dưới sân Pleiku trực tiếp chúc mừng chiến thắng của Công Phượng cùng các đồng đội trước sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League 2021 vào tối ngày 22 tháng 1. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, bầu Đức ngay lập tức bước xuống sân để chúc mừng chiến thắng, nhiều cảm xúc của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ông bầu đội bóng phố núi dành lời chúc cho Công Phượng, chân sút hàng đầu của Hoàng Anh Gia Lai. Bầu Đức cũng không quên dành tình cảm đặc biệt tới huấn luyện viên Kia Tisak. Theo như lời ông bầu Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ, Việc ông đưa chiến lược ra người Thái về dẫn dắt đội bóng chính là để chiều lòng các cầu thủ con cưng của mình. Những tân binh mới gia nhập Hoàng Anh Gia Lai cũng nhận được lời chúc mừng và động viên từ bầu Đức sau chiến thắng đầu tiên của đội bóng tại V-League 2021. Văn Toàn là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo số 9 nhận được lời cảm ơn từ Cô Thái. Huấn luyện viên Ti Sắc cũng không quên dành những lời nhắc nhở đến Xuân Trường, người vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất của mình. Cô Thái cũng thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt với các cầu thủ khiến không khí đội bóng trở nên gắn kết hơn. Chiến thắng 2-1 trước sông Lam Nghệ An là thắng lợi đầu tiên của đội bóng phố núi, trận thắng càng ý nghĩa hơn khi được thể hiện ngay trên sân nhà Pleiku. Trở lại với trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai được đối thủ nhường thế trận, có tỷ lệ cầm bóng lên đến 61% nhưng chơi đầy bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của sông Lam Nghệ An. Trận đấu thường xuyên xuất hiện các pha bóng thiếu kiềm chế đến từ cả hai đội. Trọng tài Ngô Duy Lân phải ngắt còi liên tục để hạ nhiệt những cái đầu nóng của các cầu thủ. Sức hút của Kia Tisak Sức hút của Kiatisuk khiến cho sân vận động Pleiku không còn chỗ trống. Tuấn Anh tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận đấu ngày hôm nay. Lý giải về điều này, huấn luyện viên Kiatisuk cho biết, tiền vệ của đội bóng phố núi chưa có được phong độ tốt nhất. Sông Lam Nghệ An bất ngờ vươn lên dẫn trước với bàn thắng do công của Philip Martin. Tuy nhiên, đội bóng xứ nghệ sớm phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 1 sau tấm thẻ đỏ của Thái Bá Sang. Hoàng Anh Gia Lai đã tận dụng tốt lợi thế này để có màn lội ngược dòng nghẹt thở trên sân vận động Pleiku. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh bóng đá 24 giờ TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.